Những tính năng không chỉ giúp Organ nổi bật so với các sản phẩm khác trên thị trường mà còn mang lại cho người dùng trải nghiệm âm nhạc phong phú và đa dạng là gì? Cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Đầu tiên, Organ Cutman được trang bị công nghệ điều chỉnh âm thanh tiên tiến, mang đến khả năng tinh chỉnh âm sắc một cách tinh tế và chính xác. Mỗi nốt nhạc phát ra đều được xử lý để trở nên trong trẻo, sống động và trung thực đến từng chi tiết. Công nghệ này không chỉ đáp ứng nhu cầu âm nhạc đa dạng mà còn nâng tầm trải nghiệm âm thanh, giúp mỗi bản nhạc trở nên hoàn hảo, chạm đến trái tim người nghe. Thứ hai, Cutman đã chinh phục trái tim người yêu âm nhạc với giai điệu âm nhạc dân tộc độc đáo, mở ra một không gian âm nhạc đậm chất truyền thống Việt Nam. Đây không chỉ là một tính năng mà là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, nơi mà những giai điệu dân ca quen thuộc được thăng hoa, chạm tới những cung bậc cảm xúc sâu lắng. Thứ ba là giao diện thân thiện, thiết kế tỉ mỉ với sự trực quan cao. Chỉ cần một vài thao tác đơn giản, bạn đã có thể tạo ra những giai điệu tuyệt vời, tận hưởng trọn vẹn niềm vui chơi đàn mà không phải bận tâm về công nghệ phức tạp. Thứ tư là khả năng kết nối linh hoạt với nhiều thiết bị như máy tính, điện thoại và hệ thống âm thanh ngoài, mở ra thế giới sáng tạo không giới hạn. Cái đàn này chính là cầu nối giúp bạn biến ý tưởng âm nhạc thành hiện thực. Cuối cùng chính là thiết kế tinh tế hiện đại kết hợp cùng chất liệu cao cấp. Organ Cutman không chỉ mang đến những âm thanh tuyệt vời mà còn là một kiệt tác nghệ thuật tỏa sáng trong không gian âm nhạc. Cái đàn không chỉ là công cụ biểu diễn mà còn là điểm nhấn sang trọng, góp phần tôn lên phong cách và đẳng cấp của người chơi. Cùng đánh phong tròn niềm tin yêu, tiếng đàn say đắm lòng bao người. Đến nơi đây bạn thấy điều kỳ, mỗi nốt nhạc vui rộn ràng trời. Share sót nhiều nha, để tụi mình còn làm thêm video trải nghiệm đi bạn không thể.